Chợ em ngủ hết, ăn nhậu rồi ngủ rồi, căn nhà đàn bà giá luôn. Quán hết cái gì? Ui là chợ có ông sống không? Ông làm vợ sao không đi chơi vậy? Trời ơi, còn cái gì lớn lớn đây nè. Gì? Ủa lẽ ba đến với mình trong cơn say thôi. Mình chi đã ngủ mơ mơ màng màng thấy nó lạ lạ. Ui là trời, em ngủ hết, ăn nhậu rồi ngủ rồi, căn nhà đàn bà giá luôn. Rồi chủ nhà đâu rồi? Quán hết cái gì? Ui là chợ có ấu sống không? Ông làm vợ sống không chịu chơi vậy? Ủa chủ nhà đâu rồi, không lẽ bà nội này mới đến với mình trong cơn say trời. Ui là trời ơi, còn cái gì lớn lớn đây nè. Gì nãy nhậu bà chủ nhà có làm đổ nước lẩu hay gì? Phải nước lẩu không đó? Nước lẩu mà Quần áo sống không làm gì giữ trời vậy đó chị? ủa lẽ bà đến với mình trong cơn say thôi, mình chi nãy ngủ mơ mơ màng màng thấy nó lạ lạ. Ôi là trời, ông chết với tôi rồi. Ôi là trời, đàn ông gì mà bê tha, nhậu nhà đàn bà giá, ngủ nhà ta luôn. Tới ta làm mình làm cái gì mình cũng không hay luôn. Làm gì đâu. Coi nè, coi nè, coi nè. Dám chịu nổi không? Ông về, ông biết tại tôi. Đi về đi. Ê. Trời. Tôi đi tứ hải hàng luôn rồi. Quỷ yêu gì đâu. Ê Trang ơi, gì vậy? hai chồng đi làm hồ cái này tính có tiền định làm gì? Đẹp em, chuyện này tôi sắm một sòng. Mua một sòng luôn. Trời ơi, tôi mặc không biết bao nhiêu tiền chưa. Ủa rồi theo như trong các loại hột đó, hột nào quý nhất ta? Các loại hột nào quý nhất? Hột le. Hột le. Hột le quý nhất hả? Thì nó mã rồi. Là hột nó quý dữ trời. Quý mà bữa nghe anh kia nói không có nhiều quý bằng hột le. Ồ nó giờ không biết trời. Rồi 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 biết rồi. Con Trang á, nó nói anh sao tánh tình kỳ quá à. Làm gì tối ngày không nói chuyện hết trơn á. Chắc mở miệng ra chắc miệng thúi luôn á. Bộ nói chuyện là thúi miệng hả? Cái gì nữa? Hèn chi cái ấy nó không biết nói chuyện. Cái ấy là cái gì? Cái dồi của con voi á. Ừ là trời. Vợ voi đâu biết nói chuyện đâu. Mà hỡi nó phun nước miếng ra cái thuốc á. Cái gì trời? Anh để chị cho em đi. Em yêu vợ anh. Ôi trời, cái này yêu dữ lắm nè. Nó dám nói chuyện với chồng tao luôn á trời. Bà đâu rồi? Gì vậy anh? Bà lại cho coi nè, có người yêu bà nè, nếu được tôi gả luôn. Ai mà yêu trời? Trong này nè. Hồi đó tôi cưới nhiều thì bây giờ tôi gả lại nhiêu, để giặt đầy đủ như hồi đó. Tôi gả. Ủa mà có khi nào tôi muốn cho mình buồn không? Không buồn đâu. Bây giờ để tôi thử ra 10 ngón tay. Buồn và không buồn, nếu đúng như bây giờ là không buồn thì tôi gả. Buồn nè, không buồn. Rồi buồn, không buồn, buồn. Rồi buồn, không buồn. Buồn, không buồn, buồn. Lấy buồn ta. Nhưng làm sao? Bây giờ quan trọng là bà chịu không? Chịu là tôi gả. Để tôi gả, tôi lấy lễ giặt lại tôi đi cưới người khác. Ừ là trời ơi, trái cây ở đâu vậy? Anh mua hả? Mua đâu mua. Chứ đâu có vậy? Cái thằng ở kế bên nó đem qua cúng tổ. Cúng tổ gì? Ổm á, nó bị cá đâm. Cái đó lạ làng không à. Cái nó nói bị tôi mới dọn lại ở, nó đâu biết tôi đâu. Nói gì sao mà người ta đồn anh là thầy Pháp, thầy Pháp. Tôi tên Pháp, mấy bạn nó chọc gì đó. Anh biết kháng. Anh kháng đi, nó ép tôi. Tôi từ chối, tôi nói tôi biết đâu biết. Mà nó không chịu, nó cứ ép tôi. Rồi tôi kháng lại luôn. Cái nào hỏi chừng nào hết, tôi nói đúng 24 tiếng hồ là hết à, gán chịu đựng đi. Mà nó đâu có biết là cái loại cá này á, là nó đâm là 24 tiếng hồ hết à. Tôi cuối cùng phán qua bên ai giáp cử hết, nó khen quá trời luôn, nó đem cái cây qua nó cúng tổ. Ôi trời, vậy là hên đấy ha. Thì cái loại cá này đâm 24 tiếng hồ hết chứ tôi có thầy bà gì. Ê, thấy được á, mà chịu không mấy, tôi thờ ông mày, ông khí lấy chanh nó mình thờ, mình làm nghề này còn ngon à. Khỏi bằng hồ. Ủa giờ này thằng này nó gọi mình làm gì ta? Nghe là chiến hữu ơi. Pháp ơi đi lại nhậu. Có mấy nhỏ giá chồng đã lắm mày ơi. Thôi sợ vợ tao nó không cho đi. Sợ vợ là hết xài rồi Pháp ơi. Bà đừng có nói vậy.
Vợ là thánh chỉ vô ban, có sao dùng vậy, không bàn đúng sai. Quỷ thần chứng cả hai vai, vợ là chân lý, không sai bao giờ. Trời ơi, thằng quỷ, nghe lời mày rồi vợ tao không cho ngủ chung, rồi tao ngủ với ai? Ồ, tính dụ tao hả? Tính dụ tao đấu kiếm với mày hả, thằng quỷ? Ồ, mày không chơi tao thôi, nghỉ mày. Mệt rồi. Ôi là trời, làm cái gì mà gãi dữ vậy? Trời ơi, tôi diễn bằng xi măng á. Ê, mà sau này á, nếu tôi có mắc trước bà thì khi chôn tôi đó đừng có buộc nặng lại đó. Trời ơi, ai chết mà không buộc nặng? Rồi tôi ngứa là sao tôi gãi? Trời ơi, chết tôi biết gì đâu gãi. Tôi có tật diễn ra. Ừ. Rồi nó ngứa lúc đó rồi kêu ai nghe. Ờ, chứ thêm có cái nữa là ví dụ mà đừng có đẩy khăn lên mặt à, tôi không chịu vô đó. Sao vậy? À, mẹ tôi viêm mũi biết lâu mà không biết hả? À. Để bình thường gì đây thở không được nữa, đẩy ba cái khăn đó sao thở? Thôi ơi. Ờ, mà cũng vụ ngứa này nè, nó không thầu ngộ đổ thừa, chiếc này ông lỗ là do tôi. Làm gì anh ngứa mà ông lỗ? Ông mới mượn 8 tiếng mà trong thời gian làm tôi gãi hết 4 tiếng mẹ nè. Nên nó lỗ. Yeah. À, bà gì diễn xin ngứa dữ thiệt à. Em ơi, hả? Học đầu thứ hai tôi béo rồi. Là sao? Thiền bạn tôi đó, nó hay cà khịa tôi. Nó chơi tôi là khổ sở hơn nó. Nó có người mà lo lắng thì tôi mới dí nó. Nào giờ là tôi nói là hai thằng đậu được chủ người ta gửa đó, người ta sóc sóc gì nè. Bắt đầu tôi là học đầu thứ nhất văn ra lộ. Nó thì học đầu văn vô cái đám môn, cái chỗ ẩm thấp, được môn nó che, đâu có bao lâu đâu. Học đầu thứ hai á, lớn cao to rồi bị mát mà có người che chở. Còn tôi là học đầu thứ nhất, nắng tại đây hỏi lú lên cái đó có đám mưa, cái lú lên chút xíu cái nắng nó giặt quẹo quẹo. Nhưng mà tôi bền bỉ với thời gian để gì tôi khổ tôi quen. Còn nó có ngày nó cà khịa tôi, có môn lá bự bự che chở nó mát quá mà nó mau tốt. Rồi bây giờ đó cái hạn lợi môn nó rụi, rồi nó cho lỗi à, nó tơ măng à, nắng giặt có hai ngày nó quẹo. Cha mẹ mất hết rồi, xà cờ thắng thế mới đi làm hồ đó đâu có chịu nói. Hai ngày nằm bà tải hộp đầu thứ hai quẹo là gì đó. Tôi bây giờ hoàn cảnh nào mà tôi chịu đựng nổi. Ê bà vô cái bàn chuyện làm ăn cái coi. Bà gì nữa đây? Cái bà mà vô công trình hoài đó, bà tiền sáu mấy 70 đó. Rồi sao? Cái môi đỏ chét đó. Biết rồi. Bà nói bà thang cho tôi đi làm hồ bà lội bộ hoài cực quá. Bà kêu tôi là cho chiếc xe bà đi, đổi chiếc xe đưa cho bà rồi bà đưa tôi chiếc máy bay. Tôi tính làm ăn cái này. Bây giờ bà về tôi cho thế mình muốn làm giàu. Rồi thỉnh thoảng đó, lúc tao không đây đó, vừa rồi tôi đem gì tôi lái. Yeah. Rồi chiếc xe mình lại chạy với lỗ bằng này còn không xong nữa, có khi nào chạy lên tới đỉnh được đâu. Mà tôi lái chiếc máy bay đó tôi lên đỉnh, phải không? Tính hay nha. Rồi hồi tôi cho ông lên trời nè. Làm gì lên trời? Lên trời đang đem ra trời. Hay lắm. Vậy tôi chiếc xe đổi chiếc máy bay nghĩ sao rồi? Phải là chiếc máy bay sáng mấy năm mà cổ nguyên.